Thưa các bạn, sáng nay tôi quay một đoạn phim mà tôi chợt nhớ là khi còn nhỏ. Tôi sinh năm 1970, trên năm 1976, trên năm 1985, thời kỳ bao cấp, không có chiếc xe đạp, khó khăn lắm. Thấy chiếc xe đạp mừng, đi bộ không? Mấy cây số đi bộ, đi xe đò trong miền Đông á, thì đi xe thang, ngồi chung với đống mít. Và tôi nhớ có những đứa trẻ khi còn đó thì thấy được chiếc xe gắn máy, ôi xe chiếc máy, xe Honda, xe Honda, cứ gọi xe Honda, xe Honda, tất cả các loại xe gắn máy trở thành một xe Honda. Và khi có xe Honda nhiều rồi, xe gắn máy nhiều rồi thì họ bắt đầu mới phân biệt ra được loại xe Yamaha, xe Suzuki hay gì đó. Chứ còn ngày xưa chỉ có mỗi cái tên xe Honda, tại vì thời trước là chỉ có xe 67 và xe đa chung một hãng Honda ra, cho nên cuối cùng là đang thậm chí tôi không hình dung được là nó có một chiếc Honda 4 bánh kia. Còn bây giờ ở tại Phú Quốc này, tôi lựa một cái đoạn đường ít nhất, ít xe nhất để quay phim được, tôi đi trên một chiếc xe gắn máy. Và tôi quay một đoạn phim trên đường ở trận đảo của Dương Đông thì tôi thấy rất là ít xe gắn máy. Mà hiện tại bây giờ xe du lịch, kính thưa các loại xe, chen vào con đường này. Và có một cái đề xuất như thế này, tôi cảm thấy hai hàng xe chạy ngược chiều nhau, không có một chiếc xe nào qua mặt nhau được. Như vậy chiếc xe không được chạy nhanh, mà kẹt xe là kẹt dính luôn. Có một chiếc xe qua đường là tất cả đều dính lại. Như vậy á, thì ngày hôm nay á, tôi sẽ đề xuất là hai bên lề đường, tình cờ tôi trao đổi một anh bạn, nên hai bên lề đường này nên làm sao để có được những bãi xe đậu xéo giống như các cảng cá, các cảng lớn gì đó, và các bãi xe nước ngoài ta vẽ những ô đường xéo để xe ra vào dễ và có chỗ đậu xe. Còn bây giờ hiện tại con đường này mà có chiếc xe đậu xe là coi như là nó giữ luôn con đường bên đó, bên kia đậu con đường nữa, nó trở thành là kẹt cái đường lại. Và điều tôi muốn nó gửi đến cho quý vị ở chỗ nào, hiện tại giờ Phú Quốc á bắt đầu ngợp xe rồi, ngợp về xe rồi. Lý do tại sao đây này, những xe mà tôi vừa nói là họ đang đậu, làm sao cho họ lên lề được, tại vì lề đi bộ. Mà nếu họ đậu thì chỉ cần có một chiếc xe chạy thôi thì là trở thành xếp hàng giống như kiến đi vậy đó, chỉ có chiếc nào chạy ngang, thậm chí xe gắn máy cũng không chen đường vào được, nó hết lề đó. Như vậy đề xuất là nên làm sao cho đường Trần Hưng Đạo là chắc chắn sẽ chạy xe trong mây mà. Vào khoảng 9-10 giờ sáng là giờ mà khách ăn uống xong chuẩn bị đi du lịch đâu đó, thì Trần Hưng Đạo là một đường kẹt xe, xe ngắt. Và tôi nghe nói đâu ở giữa đoạn đường của 30 tháng 4 và đường Trần Hưng Đạo có một con đường ở đoạn giữa nào, hy vọng nó sẽ là giải quyết tất cả những bế tắc của hai bên, kể cả đường 30 tháng 4 và cả đường Trần Hưng Đạo. Như vậy á thì xe nhiều, xe du lịch nhiều, chứng tỏ là có người đi. Và tôi nhớ là ở phim, có phim ngày xưa khi hoặc một số đoạn YouTube mà quay các quán ăn của Việt Kiều ở bên California, thì phía trước một quán phở toàn đi xe hơi không. Ủa, tôi thấy ham quá, ước gì có được những chiếc xe hơi như thế này, thậm chí ở đất nước chúng ta có nhiều những xe hơi này. Đôi khi đi lên Sài Gòn ra Hà Nội thì thấy xe đầy đường, thậm chí bây giờ xe chen chân nhau. Và Phú Quốc bây giờ cũng đang trong lộ trình như vậy, Phú Quốc đang trong lộ trình như vậy. Thì với như vậy, những chiếc xe nếu đậu lên lề giống như thế này thì là một may mắn, còn họ đậu phía dưới này trở thành kẹt được.
và nước ngoài đang hướng đến đầu tư cho Trung Quốc. Vậy thì điều mà các Việt Kiều về đây họ đầu tư cho du lịch, lại đầu tư cho sức khỏe, đầu tư cho nghỉ dưỡng, thì họ nhìn thấy gì ở Trung Quốc? Tôi nghĩ rằng là với con đường như thế này, với số lượng dân số như thế này, với trình độ văn hóa như thế này, thì tôi hy vọng là những Việt Kiều là con em của người dân Trung Quốc này, những Việt Kiều của Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài, tôi thích nghĩ là nên đầu tư cho Phú Quốc, không là chỉ khu nghỉ dưỡng, cơ sở vật chất, đường xá, mà hiện tại bây giờ người dân Phú Quốc rất cần là các ngành y tế nè, về giáo dục nè, rồi các hoạt động vui chơi giải trí xứng tầm. Và cách đây một hai hôm tôi có xem một chương trình ở tại Bến Tre, đưa ra một chương trình kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cụ Đồ Nguyễn Đình Chiểu. Rồi cách đây một thời gian thì ở Cần Thơ khánh thành cái trống đồng ở tại Cần Thơ làm trung tâm tín ngưỡng cho đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy thì tôi đi du lịch ở Huế, tôi đi du lịch Hội An, đi du lịch Đà Nẵng, thì mỗi vùng miền có một đặc thù du lịch khác nhau. Có những khu du lịch họ phải tự thiết kế thêm, chẳng hạn như Bà Nà Hiêu. Bà Nà Hiêu có một khu đồi núi chập trùng nhấp nhô, có suối, thì họ tạo nên một không gian nhân tạo. Và Phú Quốc cũng có những không gian nhân tạo, đó là những tập đoàn Sun Group, những tập đoàn Vingroup đã tạo ra những không gian nhân tạo, những khách sạn, những khu nghỉ dưỡng. Và ở Cần Thơ thì có những không gian nhân tạo như bến Ninh Kiều đã đi vào hồn của mọi người. Bây giờ thêm hình ảnh trống đồng, rồi 200 năm ngày sinh của cụ Đồ Nguyễn Đình Chiểu, thì Ba Chi, Bến Tre trở thành một nơi để có thể viếng mộ của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Tôi tôn trọng những giá trị đó. Và ở Đồng Tháp thì có lăng mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc, là thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là những khu tưởng niệm, hoài niệm, rồi Trà Vinh, những khu rồi Bạc Liêu về công tử, khu nhà công tử Bạc Liêu, rồi Tắc Sậy thì có viếng Gia Diệm. Với mỗi khu đều có một khu để hướng đến cho mọi người đi. Và ví dụ như ở An Giang thì có chùa Bà Châu Đốc, núi Chi Tôn, rồi có cái tượng Phật Di Lặc khổng lồ, ví dụ như vậy. Vì có đó có những cái nó liên quan tới tâm linh, có những cái liên quan tới vấn đề về người ta tự tạo ra, như tượng Phật Di Lặc là cái từ kiến trúc sư họ có ý tưởng là xây dựng được một tượng liên quan tới vấn đề về tâm linh. Có nghĩa đó là nhân tạo. Còn hiện tại bây giờ mọi người khi nghe tôi giới thiệu tôi là người dân Phú Quốc thì họ nói Phú Quốc hả? Họ nghĩ tới du lịch, họ nghĩ tới nghỉ dưỡng, họ nghĩ tới vấn đề là đất đai, bất động sản, có nhiều đất hay không, có nhà cửa đó hay không. Tôi cũng tự hào về điều đó, là tôi là người dân Phú Quốc. Tôi không được nhiều đất cát, nhiều nhà cửa như mọi người nghĩ về những người đã từng được gọi là trúng đất ở Phú Quốc. Và bên cạnh những cái chiếc xe mà ngộp trên các con đường đó thì Phú Quốc vẫn còn hoang sơ. Từ An Thới đi Dương Đông, Dương Đông về An Thới cũng còn đi xuyên qua những đoạn rừng nguyên sinh, những khu rừng để được bảo tồn. Và như vậy thì như vậy điều tôi muốn nói ở đây là Phú Quốc có rất nhiều giá trị, chứ không phải chỉ đến để du lịch. Và cách đây một hai ngày tôi còn nói là nên đến Phú Quốc tham quan thay vì chỉ đi du lịch. Đi du lịch là họ lựa những cái khu vực nào họ để phục vụ du lịch, nhưng Phú Quốc còn nhiều điều để khám phá. Và tôi nghĩ những nhà đầu tư nè, tôi đơn giản, nhưng tôi chỉ nói những khu sống nào nè.
rồi những thành phố mà đã được mọc lên giống như đèn thần Aladdin làm á, thì hiện tại bây giờ những khu này là hiện tại bây giờ họ đang cần cái gì? Điều tôi muốn nói với quý vị là nếu tất cả những nhà này đồng loạt một ngày kêu ga cấp treo và bây giờ về để bên này đốt cái bếp ga và cấp điện của chính mình, alo thì nó sẽ chạy hoặc là họ kêu nước uống một thùng nước suối thôi. Khu vực cấp treo là không có chỗ để đậu xe. Họ tổ chức liên hoan thì tổ chức một đám tiệc ngay trước nhà, cần một cái rạp, các khu shop house, cần bàn ghế, cần thợ nấu, cần những thùng nước đá để chăm cho khách, cà phê và tôi đang chạy đi vào cáp treo này. Và đây là những chiếc xe mà tôi đi quay cái đoạn gần ở cáp treo ăn tới vậy. Do đưa khách lên cáp treo trên đó nhiều quá cho nên xe không đậu được, các xe này họ xuống dưới này núp và nghỉ ngơi ở đây chờ khách cáp treo vừa đi Hồ Thơm về thì alo chạy lên rước. Họ núp nắng. Này những chiếc xe này, xe khách đang đậu bên bên hông như thế này. Và như vậy đã rất nhiều nhiều xe rải đều trong các khu này. Như vậy thì tất cả các nhà đầu tư, tất cả các nhà đầu tư họ biết khu cuối cần gì. Và điều cuối cùng tôi muốn gửi đến quý vị là người dân khu cuối là cái căn hộ cao cấp rất thân thiện, rất dễ hài hòa và đón nhận tất cả mọi người đến đây cảm thấy chào đón. Anh em tay đang ngồi đây, anh ngủ đây. Và như vậy thì tôi mong những người ưu ái, những người du lịch, những người khách đầu tư ưu ái cho phú về lĩnh vực về giáo dục, về y tế mà người dân đang cần. Mỗi người dân hiện tại bây giờ họ muốn đi khám bệnh thì họ đều phải bay về Sài Gòn hết, bay về Hà Nội. Và đây này quý vị thấy xe này, xe du lịch kính thưa các loại đang đậu suốt trên con đường. Đây là đoạn đường từ ga cáp treo ra đi tắt về phía phường An Thới và đây đường về nhà tôi đây. Như vậy thì ngày hôm nay tôi chỉ đến gửi đến cho quý vị là tôi đậu đây. Nhìn vào số lượng xe hợp như thế này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái ý tưởng về đầu tư đón nhận. Và cuối cùng của các loại xe này chính là dịch vụ bảo trì xe, dịch vụ sửa chữa xe, tất cả các dịch vụ đính kèm cho cả một khu du lịch đang chờ đợi tất cả các loại nhà đầu tư. Và đây là câu trả lời của tôi dành cho tất cả mọi người, đặc biệt